sửa cái hạ mồm đó. Mồm dạ. Sài Gòn chưa có đâu. Sài Gòn có. Có người quay lên rồi nhưng mà lại không phải là cái nước hoa quả như này của mình. Chất này tối về đổ đi đâu. Thực sự em thấy nó quá là kinh điển luôn, con cua này. Trước đây em đã từng đi ăn và từ 10 đến 12 triệu con cua như này. Hello mọi người. Hôm nay mình làm suất mì cua hoàng đế để mời team anh chị bên Hà Nội phố đến để thưởng thức. Mời các bạn cùng thưởng thức cùng nhá. Đây gọi là cua hoàng đế. Đây là mì cua hoàng đế. Wow, to quá. Thế này phải đến 8 người ăn không? Cái này phải 8 đến 10 người ăn. Thế thì may 4 anh em mà ăn thì chắc là no chết. Thì no đi, cứ ăn đi. Khi với cả Dâu Dũng đã đến chưa nhở? Chắc là sắp đến, ngồi đợi múc gà chỉ chẳng thấy đâu à. Chắc đợi một tí đi, đợi một tí, anh đợi một tí. Hôm nay mẹ đi sớm quá. My không biết đến chưa em nhỉ? Chắc đến rồi. Chỉ được mỗi cái, cứ bảo anh em mình là gì nhỉ? Được mỗi cái nết ăn, chắc phải đến trước anh em mình. Nhà gần đây hơn anh em mình. Rồi, đây rồi. Hello người đẹp, hello Hoàng. Anh chào hai anh. Bây giờ mình mới xong à? Wow. Anh bây giờ mới xong à? Ôi, hôm nay bên nhà Tít Tèo Seafood có món mì cua hoàng đế để mời anh em bên Hà Nội phố đến để thưởng thức. Anh nghĩ là cái món cua này nên gọi là nữ hoàng cua đi, vì ngồi bên em My. Nữ hoàng cua, cũng hay. Em tưởng cua bà đế. Ôi, ông chủ hay chơi lét găng nhỉ anh nhỉ? Hôm nay làm thử của món này, đợt vừa rồi mì tôm hùm của mình cũng đã là mưa làm gió một thời gian rồi. Hôm nay chơi quả mì cua hoàng đế. Cái này nó phải 5 cân, đúng không em? Gần 5 cân anh ạ. Và tính giá tiền thị trường của bao nhiêu em? Bây giờ nếu mà trên thị trường thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 3 triệu. Sơ chế như này chắc là cũng phải lên tầm triệu nữa. Đúng không? 4 triệu đúng không? 4 triệu. Tầm 4 triệu nhưng mà cái này dành được cho khoảng tầm từ 8 đến 10 người ăn mà. Em ơi. Dạ. Cho anh mấy chai bia luôn đi. Ừ, đúng rồi. Lấy anh ra mấy em mấy đến cái là anh bây giờ sớm ngồi đây cứ nước bọt ừng ực. Em đã thử tí nước dùng chưa? Hôm nay bảo mời anh. Thế là các cái thứ em vẫn làm như kiểu là đây tất cả vẫn là nguyên ở chỗ nguyên chỗ bát mì tôm hùm của mình đấy. Như lần trước mình ăn đấy. Cho anh mấy cốc cả mấy cái cốc cả đá nha em nhá. Tu lại luôn nhá, cho sướng nhá. Anh có uống cốc với đá không? Đây anh xin. Anh xin. Rồi. Thành phố sẽ ăn cái món cua gọi là siêu to siêu khổng lồ đúng không? Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Ông chủ đẹp trai mời sướng quá anh ơi. Mời đợt vừa rồi anh bên Hà Nội phố mình cũng đông quá à, nhờ đi nhiều 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 nơi quá. Đúng mà, đúng. Cũng bận. À vẫn kết cái nhà hàng em là vì cái nhà hàng em là cái gì nó kiểu to to em ạ. To mới đông. Toàn hàng to mới đông. Ờ cái bé quá. Anh phải XL. Anh là cái gì cũng phải size to. Ăn cua mà như kiểu vào bếp được không vậy ạ? Đi găng tay còn lâu như này mà anh. Cứ như ở đang ngồi bên Hàn Quốc để ăn ấy nhỉ? View là còn view nhìn thẳng ra hồ nữa. Vì thấy ông chủ đẹp dài cho một like một chia sẻ nhá. Ông chủ hơi đẹp dài. Xem xong cái clip này cho mình xin một like và một cái chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người. Khả năng là nhà mình vô cái đã nhờ anh nhỉ? Lên cái đã nhờ. Anh uống luôn à? Vâng, anh chơi luôn cái này. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Vâng, em mời anh. Mời mọi người. Anh ơi, mình nhà mình ăn luôn đi nhở? Ăn này kiểu sung sướng ấy. Chất này tối về đổ đi đâu? Wow, đây mọi người ơi, đây to là một cái chân của cua hoàng đế đấy, bắt mì như này thì mọi người bảo có chất không này, tuyệt vời này. Tay quẩy.
Được chưa anh? Đây để anh kẹp. Đấy, ôi, thế là em sắp rất một mẩu rồi. Cái miếng này Quảng Bi này tuyệt vời luôn này. Uầy. Cái thế là thì... Ấy, thế để anh bẻ cho Dũng cái đoạn này. Ôi, là... em để dành. Mọi người thì ăn xong rồi thì em vẫn còn. Thì em vẫn còn nên là mút mát được. Uầy. Đây này. Cái đoạn này nó mới nhiều thịt này. Thank you anh nhá. Ôi, thực sự mọi người ơi, Dũng béo thực sự không cưỡng được. Thôi, giống em My thì nết ăn, chả được cái nết gì, được mỗi cái nết ăn, nết chén. Ôi, xin mời mọi người nhá. Cảm ơn em. Quang ơi, mời em đi. Rồi ạ, vâng, em mời cả mời mọi người nhá. Lần đầu tiên Duy mới ăn món này quý vị này. Mời em. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Đúng là lộc tiên nhỉ anh nhỉ? Thịt nó thơm nhỉ, nó cũng không khác gì cái thịt của cua dẻm kia đâu, nhưng cảm giác nó thơm hơn, thơm ngon, ngon quá. Cái nước chấm đây pha ngon, chấm đây nhưng mà nước chấm là lần trước em chưa kể với anh là nhà em tự pha đúng không? Đúng rồi, nước chấm nhà em tự pha mà, nhưng chấm nhà em tự làm mà, nước chấm ngon, nước chấm ngon mà. Sốt xanh hay sốt đỏ thì thật ra ở đâu cũng nhiều nơi có, nhưng mà nhà mình làm là ok mà. Mọi người, Dũng béo ăn cái này hơi vụng nhá. Để nó ăn được là được đúng không em? Ok. Đây, 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 đây. Có cô đấy ý là... Thế nào em? Em thực sự em thấy nó quá là kinh điển luôn con cua này. Mi ơi ra đây nào. Ra đây thầm thử quả bát mì siêu to khổng lồ là lên lên sóng với cả anh em bên Hà Nội phố tí nào. Trốn à? Cũng tên là Mi à? Cũng Mi luôn. À, bà xã em ạ. Không, đây là em cả em. À, em cả. Em ngồi đây em. Em ngồi đi em. Cua này anh nghĩ là có cái kéo thì cắt nó phù hợp hơn đúng không? Bởi vì cái vỏ nó rất là mềm. Cái vỏ nó mềm mềm, nó không như kiểu... Vỏ nó mềm mà nó không cứng như kiểu con kia. Cái kẹp cái là nó vỡ ngay, nhưng mà cua này rất là mềm. Phố đến để thẩm thử của mì cua hoàng đế. Lần trước là các anh em được thẩm quả mì tôm hùm rồi. Hả? Đây. Đặt tay ở trên kia. Đây, em đeo tay vào đi ạ. Ở trên đây này. Không đỡ được mọi người. Mà Dũng béo là có lộc ăn rồi. Có lộc ăn, có lộc ăn rồi. Đây gọi là sinh ra là để ăn. Rồi ông chủ có cần anh hú khách hàng thì để lại anh ra, anh đứng đường anh hú đâu một thời gian để bù lại ăn cua nhá. Là con cua này thịt rất là chắc luôn quý vị ạ. Nhìn thịt nó bám sát với lại cái vỏ của nó này. Cái vỏ nó mềm mềm. Mà cua này toàn là thịt luôn. Đây nhiều ơi. Đây phải chơi cái này phải cắt được. Cái này nó hơi bị dẻo dẻo. Không, nhưng mà cái này mẻ thì là đâu, quả này. Anh chơi bỏ. Không không không. Ăn sướng hết cả mồm luôn. Sướng mồm nào. Anh Huy ơi, làm quả viên rồi đi. Ngon mấy anh ạ. Em mềm tay ra. Em mềm tay ra. Không, em mềm tay. Ừ. Rồi, mời em. Mời em đi. Hả? Ăn như ăn thôi em. Ăn như nào thì cứ như ăn như thế thôi. Ăn như nào. Con này nó có cái ấy hình như là có trứng ở đây em. Có đâu ạ? Đây này. Đúng rồi, ủa ơi, có trứng luôn anh. Còn quá này. Vâng. Này, có vị này. Trứng đấy. Gạch này nó nằm hết ở đây em này. Anh cũng đâu. Anh giúp xử lý đi. Mút mát tí. Anh giúp xử lý vào đấy đi. Mút mát tí đi anh ơi. Xin mời mọi người nhá. Anh nghĩ là em lấy thìa đi. Đây. Hôm nay được cái lộc ăn như này nữa là lộc ăn. Được đúng cái nết ăn. Đây.
Ai ạ? Ơ, anh thử đánh mà. Ăn này theo quý vị tối về có đẻ em bé không? Tối nay chị mơ chết với anh. Không, chị mơ là chị bán rau. Thế thế nào em? Ngậy của gì còn anh ấy. Trời chơi phải đấy, hai anh em mình không biết đấy. Em thử đi chơi mình nhé. Không, không, không. Anh đầy hũ lắm. À thế à? Ăn đầy luôn. Đây quý vị nhìn này. Nhìn thế thôi nhưng mà ở phần trong này vẫn có thịt quý vị này. Còn ở trong mới là cái giống như là cái gạch cua ấy. Đây, gạch cùi luôn ấy. Rất là ngậy, béo ngậy. Đây là thịt này. Wow. Béo ngậy. Anh ăn này em. Ngon lắm mẹ. Ôi, anh ăn đi, anh ăn. Sáng mai anh em rủ nhau đi chạy bộ hồ sớm nhá em. Đây, Hoàng. Dạ. Đây quý vị này, à, phần thân của cua này. Đây đồ đỏ đây này. Đỏ giống như là cái lớp màng nó bảo vệ thân ấy. À gạch cua đây này My ơi. Phần đỏ này gạch cua em ạ. Ngon dã man. Cua. Bỏ ra chiên nhau này. Cua. Để em lên quả tôm hùm, em đang gọi thêm tôm hùm phô mai và tôm hùm sốt trứng muối nhà em ngon lắm. Hôm nay để ra mắt các anh em bên hàng nội phố. Con này thịt nó nhiều ở phần càng em ạ. Phần trong thì không nhiều thịt đâu. Đúng, chủ yếu là gạch. Con này nặng về càng thôi. Ừ, nặng về càng, nặng nó về ngon càng ở hơn. Càng thôi. Đúng rồi ạ. Còn trong đây chỉ có... Thật ra đây là chân đấy, chả phải càng đâu. Con cua này nó nặng về chân hơn nhiều. Đấy, bạn này ăn đi. Ô, thôi thôi, thôi em xin phép. Em ăn đi. Ô, thôi em xin phép, em ăn. Đấy. Rau riết là bốc hết đấy à? Giống kiểu Hàn Quốc đấy đúng không? Mì tôm cũng bốc luôn à? Không ăn thế này cảm giác nó ngon. Ngon luôn anh. Ăn nó kiểu lạ. Đấy thế nên là phải nên có một cái đĩa. Anh như là mình bò à, bò à. Bò ngon. Thế thì chị ăn tí đi. Đây chỉ có cái nước ấy ngon. Nước ngon mà. Ngọt phải. Nước của mình là nước của hoàn toàn bằng hoa quả. Em có thể chia sẻ cho khán giả xem hoa quả là những kiểu loại gì? Trong này thì gồm rất nhiều loại hoa quả. Thì nó có gồm ví dụ như là có dứa này, có táo lê này. Đấy, cũng là một số thành phần ở trong cái nước mì của mình. Anh ơi, em uống không? Chua chua cay cay vậy, rất là ngon luôn. Em tập trung vào ăn đã đúng không? Vâng, em có ăn thôi. Em không phải nhiều. Thế em này cũng trùng sang bên đội của chị My. Chị này cũng tên là My. Ôi giời ơi, thế xong My mà đi ăn thì cả Hà Nội luôn mà. Lại còn chỉ đi ăn đấy. Không được nết thì chỉ được nết ăn. Quẩy ngon lắm mọi người ơi. Thật sự mọi người mà xem này là nhanh nhanh camera chuẩn bị là vứt máy ảnh sang hồ em đó. Anh Dũng ăn hơi nhiều phô mai rồi đấy nhá. Đây em này này, cho em một viên. Nhiều mà. Wow. Thế em cắt miếng đẹp không? Ra que đi, ra que đi. Các bạn ạ. À, chuối ơi. Chuối ơi. Chuối ơi. Chuối. Em gái Hoàng cắt miếng bằng tuổi caramel nhỉ? Em bao nhiêu? Em 7. Gọi là 95 đúng không? Cũng 97 đó. Đấy. Thế đồng hạng cân đấy. Đi vào đây. Nào vào đây này, lên tivi nào. Đây bố cho ăn xúc xích vào mày này. Chào các bác các cô các chú chưa? Đẹp trai luôn. Chào các bác các cô các chú đi. Chào con nhá. Ăn mày hello cả nhà đi, con ăn này đi. Này. Ai ăn con cua siêu to khổng lồ nhá. Ăn con cua nhá. Ủa con cua to này, lại con cua to này. Ủa con cua to này. Đây con vào đây con ăn con cua đi xem nào. Không. Hay con ăn xúc xích vào mày nhá. Đây con chào các bác các cô các chú chưa? Ơ? Con chào các bác các cô các chú đi. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Chào đi. Anh em. Ơ kìa ngượng à? Xấu hổ à? Giống bố. Cô này chắc là nhỏ hơn con Dũng một tí nhỉ? Vâng, đây là lớn hay là bé của Hoàng? Đây là con đứa bé nhà em. Vâng. Thế bạn này phải hơn 2 tuổi đúng không? Bạn này 3 tuổi rồi. 3 tuổi. Thế mà em lấy vợ sớm thế? Vâng. Sướng sớm. Em cũng sớm à.
rất là ngon đấy Hoàng ạ. Dạ vâng. Thực sự anh thấy là cái sự sáng tạo có khi, có khi là cái món này duy nhất ở Hà Nội luôn đấy. Vâng. Anh khổng lồ này làm gì anh? Sài Gòn cũng chưa có đâu. Sài Gòn có. Có người quay lên rồi nhưng mà lại không phải là cái nước hoa quả như này của mình. Và cái được cái setup thì tức là người ta chỉ là làm con cua đặt lên những gói mì thôi. Còn setup thì và cái nước thì lại là khác của mình và cái setup thì không được đẹp như mình. Còn ở trên YouTube thì em cũng có xem qua rồi. Thế là chưa có, tại vì kia là chỉ là hình ảnh thôi. Đúng rồi, đây là thực tế. Đây là thực tế. Ăn luôn, chén luôn. À, được cả hình lẫn tiếng em đúng không? Đúng rồi. Lúc anh đầu và anh nhìn cái mâm này anh tưởng là cái quả này là hot đấy. Cũng giống như quả mì tôm hùm ấy, mì tôm hùm của mình ấy là hiện tại là bây giờ là Hà Nội mình đang độc mà. Mình đang là duy nhất. Chia sẻ một con cua này ăn được tầm khoảng bao nhiêu người? Một con cua này nếu mà rơi vào tầm từ 8 đến 10 người ăn thì vẫn thoải mái. Đấy, thì thật ra là nếu mà nhìn nghe thì là khoảng tầm 4 triệu thì là đắt. Nhưng mà thật ra là chia ra thì cũng chỉ là 10 400 nghìn. Mà ăn một món gọi là cua hoàng đế thì em nghĩ cũng rất là ok mà. Người là 10 ông hoàng đế làm gì nữa. Hoàng đế rồi. Thế là rẻ lắm ấy. Khi mà em đi ăn ở các nhà hàng hải sản ấy, em ăn một con cua này tương đương với 10 đến 12 triệu. Chính xác. Nếu mà ở một nhà hàng là từ 10 đến 12 triệu. Đây em đã từng đi ăn và từ 10 đến 12 triệu con cua như này. 10 đến 12 triệu mà ở đây Hoàng là bán tầm khoảng 4 triệu. Khoảng 4 triệu. 4 triệu. Quá rẻ luôn. 4 người 10 người ra là cũng ok rồi em. Tại vì đây là mình còn bao thứ mà mì biết các kiểu mì này, thịt bò này, xúc xích này, viên thả lẩu này. Rất nhiều. Rồi hôm nào anh sẽ mời đại gia đình anh đến đây. Vâng. Để làm cái món này. Vâng. Độc phải đúng không anh? Nhưng mà em có bán thường xuyên không? Em bán thường xuyên mà. Chỉ cần cái này là đặt là có mà anh. Bây giờ ăn bốc ra phải ăn ngay hơn nữa. Ăn kiểu này đúng kiểu Hàn Quốc luôn đấy nhở? Chúng ta ăn viên bằng tay cảm giác khác đấy. Ừ, ngon hơn nhở? Không hiểu ha? Ngon quá mà tắt hết mồ hôi rồi em ạ. Anh lau em này. Lau cho. Lau mồ hôi cho anh. Lau lại còn được thấm mồ hôi nữa nhé. Uầy phê luôn đấy. Giới thiệu với mọi người đây là em của ông chủ nhá. Ai mà chưa có người yêu, bạn này bạn cũng đang chưa có người yêu nhá, đang cần có muốn có người yêu mà đây là bà đâu. Yêu em của ông chủ là ăn cua miễn phí, suốt ngày chỉ ăn cua rồi. Yêu em ông chủ là được làm hoàng đế đấy, suốt ngày ăn cua hoàng đế đấy, cỏ mã cỏ mã luôn đấy. Ông em caramel tí đi còn gì nữa. Thế nên em có tiêu chí để chọn người yêu không em? Biết quay phim chẳng hạn, tiêu chí không em nhỉ? Thế thì đơn giản quá. Đơn giản quá nhở. Đây thằng em anh nhá, chả có gì ngoài tốt quay. Ngoài tốt là tốt rất nhiều thứ, nó lại còn thêm mà tốt quay nữa. Ăn rau thì ngon lắm. Thì anh tin tổ em nhá. Về cơ bản là có cái nước hoa quả ăn ngấm. Nó rất là hợp. Hoa quả dễ ăn mà. Dễ hợp luôn. Thế em phải xay ra đúng không? Yo. Quá ngon mọi người. Yo mọi người nhá. Nó ăn cua này không phải nghĩ về nước Mỹ đấy. Và thưa quý vị có dịp thì hãy tới với lại nhà hàng Tít Tèo Seafood nhé. Địa chỉ là 11 Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Hoàng có thể cho anh cái số điện thoại luôn nếu mà khán giả muốn đặt cái món này ngon và rẻ. Mọi người mà đến ăn tại quán mình thì liên hệ với mình vào số hotline là 091-601-8998 nhé. Đặt trước cho mình. Đặt trước một tiếng là chỉ việc đến chỉ việc ăn thôi. Đến cái là có món để ăn luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón mọi người nhé. Các khách hàng nữ nào lại đến đây gặp ông chủ thì là chỉ có dụng đó. Dụng chứng á? Dụng chứng. Em là quý vị trong clip sắp tới. Chào mọi người nhá.